Xin chào quý bà con, xin giới thiệu với quý bà con. Đây là chiếc máy kéo bánh xích Hogeco 2-in-1 với hai tính năng chính. Thứ nhất là chúng ta dùng để vận chuyển các loại nông sản. Và thứ hai là chúng ta kết nối vận hành với nhiều loại nông cụ làm đất trước khi gieo xạ. Ví dụ như là dàn xới, dàn cuộn rơm, dàn khoan đường nước, dàn đắp bờ, vân vân, nhiều loại nông cụ khác. Chiếc máy này là một sản phẩm cải tiến của Hogeco. Máy được lắp động cơ Kubota DC70. Cùng với việc sử dụng hệ thống lái thủy lực sẽ giúp cho máy vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và trơn tru hơn. Còn bây giờ, xin mời quý bà con mình cùng xem chiếc máy này vận hành thực tế trên đồng ruộng hiệu quả như thế nào nhé.